rồi. Để giờ lại một lần nữa giá cứu nghe. Số số miền Trung nè. Rồi. Miền Trung ngày hơi tháng 11 2023 nè. Miền Trung về Nam phải không? Nam bả 4 nè, Nam này hơi thấy số đây. Nam bả 4. Ở đây hôm qua anh mua ở đây nè, mua đâu vậy? Mua phố. Mua vô ngỡ à. Ngày hơi nè. Ngày hơi tháng 11 thứ Nam nè. Đưa 4 tàu đấy hả ta? Ừ. Mua vô ngỡ à, Nam bả 4. Cô Lý Nam 334 hôm qua hình như em coi thì em có bán đó. Nam 334 Gia Nam. Đây, Nam 334 nè. Đó rồi, quan trị nè, ngày hơi tháng 10 năm 2023 tính. Ờ trúng hơi tờ nè, hơi tờ trúng hơi triệu nè. Ờ nè Nam 334 nè. Giá này giá Nam ngon chứ 1 triệu mà nó 4 số là cũng ngon quá chứ. Được. Nè nè Nam 334. Đây. À được rồi, đặc biệt mưa lạnh mới sướng rồi. Rồi rồi bây giờ nghe là hơi đó, anh mua chung tiền nhanh nè, đó này hơi tờ lấy rồi và chung tiền nhanh nè, và anh lấy 10 tờ đi đó, rồi nên này đủ tiền không? Rồi đâu 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 nó đi đâu đâu lấy 10 tờ đi, lấy đi qua. À, mà nhà ở đây mà đi xuống nữa rồi đi mua chứ à? Qua đi lấy đồ. À, bây giờ. À, mua đâu có đâu. À, đâu. Đâu. À. Đâu. Quay xuống vậy. Quay người. Đâu. Thấy sao mấy ông? Đó. Mua bên nào hả? Chỗ ra luôn chứ à. Mới làm chi. Ừ. Đâu. Hãy cái số rồi. Dạ, mới nay số XM. Nay số XM. À. Đâu lấy đi. Rồi, tính lại đi. Đâu. Chiều Nam vô nữa hay không, gì. Nó vô nữa. À, đâu. Quả nhỏ nhỏ ra dưới tờ bé cái hả? Mất anh ra. À đâu. Kể ra trong cho trúng để có giống mình chơi. Mua giá hôm qua đưa 4 tàu mà lấy hơi tàu. Chứ thường thường mua nhiều lắm không? Mà bữa thì ân mua hơi tàu thôi. Mua biết đặng biết thôi lấy hơi tàu thôi. Dạ. Đâu. Để nghe có bao nhiêu nghe. Ok. Đâu.